Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Thì hôm nay thì tôi ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020 thì đây là một trong những tài khoản kế tiếp ở trên thị trường tôi giao dịch cho nhà đầu tư theo dõi. Và đây là tài khoản mà tôi nuôi lệnh vào ra lệnh ở trên thị trường. Ngày hôm qua thì tôi đã bắt đỉnh ở trên này. Và mọi giá trị giao dịch ở trên thị trường, đây hôm qua tôi bắt đỉnh ở đây, ngay gần đỉnh nhá. Thì giao dịch đến nay thì tôi nuôi lệnh cho đến giờ, tất cả mọi giá trị bản thân các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường đều phải trực tiếp thấy rõ, được những cái người được gọi là làm thầy, họ phải minh chứng vào trong thực tế để cho chúng ta nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Không có chuyện là chúng ta chỉ nghe mồm đâu nha. Thì đây, NF nào thì tôi cũng vận dụng để cho mọi người cùng theo dõi và đánh giá. Thì qua những giá trị mà tôi truyền tải, tôi mong muốn cộng đồng hãy nhìn nhận và đánh giá lại về mọi giá trị ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường này, hãy đi chậm lại và gì nhỉ, hãy biết quý trọng tiền của bản thân các bạn. Bởi vì khi mà các bạn không hiểu rõ vấn đề, lao vào trong thị trường thì sự trả giá của các bạn sẽ là điều rất là đắt. Để khi mà các bạn nhìn nhận lại thì các bạn không còn khả năng để các bạn có thể cứu vãn được nổi tình thế. Thị trường này không hề có chuyện là đơn giản hoặc là có chuyện là dễ nha. Thì đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận và cần phải đánh giá được. Và không có chuyện là thầy dạy hoặc là chuyên gia Forex hoặc pro trader hoặc á quân Forex thế giới hoặc là chủ của bất kỳ một diễn đàn Forex nào hoặc là nhà bất kỳ một ai bắn tín hiệu hoặc là nhà phân tích xu hướng mà không chịu vào lệnh trực tiếp cho chúng ta theo dõi thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo bị bợm trên thị trường mà thôi. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị bằng thực tiễn. Và xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, cũng xin cảm ơn toàn bộ học viên nhé, cùng trực tiếp theo dõi. Phân tích xu hướng mà không chịu vào lệnh trực tiếp cho chúng ta theo dõi thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo bị bỏ trên thị trường mà thôi. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, người duy nhất trên thị trường. Chờ xíu nha, qua cây sau rồi xem có ai về rồi. Chờ xíu qua cây sau xem. Xin cảm ơn toàn bộ học viên nhé, cùng trực tiếp theo dõi. Rồi tắt cái này đi.